Hello anh em. Giờ mới ngủ dậy mọi người ạ. Thì sáng nay định dậy sớm để đi tập thể dục một tí. Nhưng mà không, tự nhiên bây giờ mình cần phải làm một việc khác anh em ạ. Đó chính là quay cái video này. Yeah, không biết có đúng hay không nha mọi người. Sau khi mà mình đi xông hơi massage hôm trước ấy, thì mình có vào một cái căn phòng màu xanh. Đó là căn phòng dành cho những người thiếu sự sáng tạo và quyết đoán. Thì sau khi mình vào đấy ngồi ấy, đúng thật anh em ạ, bây giờ về nhà cứ một lúc là mình nghĩ được ra ý tưởng. Đỉnh không? Giống như sáng hôm nay dậy nhá, mình cũng không có chủ đích để làm video này đâu. Nhưng mà tự nhiên mình mở cái tủ quần áo của mình ra, cái ngăn mà lâu lắm rồi mình không mở, tự nhiên hôm nay mở ra một phát, ủa, cái mùi mốc nó kinh khủng lắm anh em ạ. Anh em có biết cái cảm giác mà ví dụ như ở cái đồ mùa đông đi, thì nửa năm, hơn nửa năm mọi người không động đến ấy. Sau khi mọi người mở cái túi ra, ui cái mùi nó hôi, nó mốc kinh khủng luôn. Chính vì vậy ngày hôm nay mình đã nghĩ được ra một ý tưởng. Anh em đi cùng mình chuẩn bị cho cái ý tưởng nha. Đơn giản lắm, quan trọng là bây giờ còn sớm, Bạch Mi còn ngủ, còn có thể chôn được. Let's go. Việc bây giờ là mình sẽ phải đi ra siêu thị đấy anh em, kiếm đạo cụ. Đạo cụ của chúng ta ngày hôm nay đó chính là nấm. Phải đi tìm được nấm. Nhiều nấm cực kỳ anh em ạ. Yeah, anh em. Anh em có thích ăn nấm không? Mình nghiện ăn nấm anh. Ví dụ lẩu ấy, không bao giờ có chuyện là mình không ăn nấm. Ngày xưa mình không thích ăn nấm nhưng bây giờ mình thích ăn nấm. Nhưng ngày hôm nay mua nấm về không phải để ăn nha mọi người. Sáng nào cũng vậy, cứ cho con lợn đi, cứ nhắm 10 sáng là sẽ thành công em. Giờ mình sẽ làm cho cái tủ quần áo này của Bạch Mi mọc đầy nấm luôn nha mọi người. Còn nấm đột biến gen thật sự. Cần một quả súng bắn keo này nữa. Phải có cái này thì mới có thể gắn được nó vào những khu vực này anh em ạ. Còn dễ luôn. Xong rồi anh em, mở tủ ra mà thấy một đống nấm khổng lồ đây. Anh em đợi tí mình lắp lại. Xong rồi. Em bây giờ Bạch Mi nó mà mở tủ ra một phát thì không biết như nào anh em. Ok, mình đóng tủ vào. A few minutes later. Thank you.
trường ạ. Ôi. Anh ơi, lên đây, lên phòng anh nhanh. Nhanh lên đây. Anh lên. Ôi. Vâng. Gì em? Anh nhìn này, tủ quần áo của em mọc toàn nấm thôi. Ôi, rất nhiều thế nhỉ? Do em mặc quần áo ẩm, em cho vào đây đúng không? Anh bị điên à? Nấm mốc lên đúng không? Em bị điên à? Ngày nào em chẳng xem đủ quần áo ra đấy đâu. Nấm mốc. Để anh nhổ nấm ra cho em ăn. Ui, một cúp nấm to luôn đấy ạ. Ăn nấm em ạ. Chính là anh. Chính là anh không ai khác. Không có một cái nấm nào nó mọc kiểu giả chân như này. Anh nghĩ là anh ra đây phỏng vấn này. Cái này ngắt được tao ngắt. Đây. Đây là con bé nhá. Nấm mốc nào mà to được như thế này. Đây là nấm cổ thụ. Tại sao anh lại không nghĩ ra làm cái nấm gì nó bé bé đấy, bé xíu như cái cọng này thôi. Thì người ta còn tin, đeo làm cho toàn nấm khủng lắm. Đây nữa. Trời ơi. Làng công chúa thu hoạch nấm trong tủ quần áo. Hôm nay chúng mình sẽ ăn món nấm xào. Thế nhưng đoạn đầu em cũng giật mình đúng không? Giật mình không? Thì giật mình là... Giật mình là thành công hả em? Anh em thấy ai cho mình một like, một subscribe nhá. Ok. Anh em ạ, vừa nãy anh em thấy Bạch My cầm mấy cây nấm ấy. Mọi người có để ý thấy ngón tay này của Bạch My không? Bây giờ chúng ta hãy gọi My là My khuyết tật nha mọi người. Khuyết tật mà khuyết. Nó bị khuyết mất một ngón tay nha mọi người. Một góc thì thôi. Là hôm qua Bạch My vừa bị, không phải bị đâu, mà nó tự cắt bay luôn một ngón tay của nó đi. Bay luôn ngón tay nhá, tức là miếng thịt ở trên tay này bay đi luôn. Giữ lại miếng thịt để cho mọi người xem. Bay đi luôn nhá, gần thấy xương luôn nhá mọi người. Đây bây giờ ngón tay này. Hôm qua Bạch My nó dùng cái dao dập giấy này để nó gọt một cái bút mọi người. Nó cầm cái bút như này, nó gọt. Thế gọt một phát bay luôn cái miếng thịt đây đi. Bay luôn đi, không dính lại luôn nhá. Kinh không anh em? Thì hôm qua thằng Nhân nó cũng cùng mình vào bệnh viện. Thì thằng Nhân nó được chứng kiến cái vết thương đấy của Bạch My. Thì bây giờ thằng Nhân nó biết vết thương nó như thế nào. Cho nên là bây giờ mình bảo thằng Nhân photoshop thử cho anh em xem nhá. Đây là ngón tay Bạch My nó dài bình thường này đúng không? Đây, sau khi bị thương thì nó như thế này. Không phải cái tay điên à? Không phải.